Chào các bạn nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài động vật hoang dã vô cùng thú vị và hấp dẫn, đó là con chó sói. Chó sói không chỉ là một trong những loài động vật thông minh và tinh ranh nhất trong tự nhiên mà còn mang đến nhiều điều thú vị và kỳ diệu về cuộc sống và cách chúng sống trong tự nhiên. Hãy cùng nhau tìm hiểu về chó sói và những điều đặc biệt về loài này. Sói là những sinh vật rất thông minh, chúng có đôi tai dựng đứng, răng sắc nhọn, mõm nhọn và đôi mắt khá dò xét. Trọng lượng và kích thước của một con chó sói có thể khác nhau rất nhiều tùy vào nơi chúng sinh sống. Chó sói có hình dáng mạnh mẽ, với cơ thể thon dài và cơ bắp rắn chắc. Chúng có lớp lông dày mịn và màu sắc thường là màu xám hoặc nâu đậm, giúp chúng trở nên khó nhận biết trong môi trường tự nhiên. Sói từng là loài động vật có vú sinh sống rộng rãi nhất trên hành tinh. Môi trường sống của chúng bao gồm lãnh nguyên Bắc Cực, đồng bằng, đồng cỏ, sa mạc, núi và rừng. Thiên nhiên và điều kiện sống khắc nghiệt đã tôi luyện loài sói trở thành những kẻ đi săn gan lì và dẻo dai bậc nhất thế giới các loài hoang dã. Tạo hóa cũng ban tặng cho loài sói đầy đủ các vũ khí để trở thành kẻ săn mồi bậc thầy trốn thảo nguyên. Không chỉ chạy nhanh, dẻo dai và bộ móng vuốt bấu mạnh vào da thịt con mồi, loài sói còn được trang bị bộ giác quan nhạy bén. Chó sói có thể đánh hơi từ khoảng cách bao xa còn phụ thuộc vào nhiều thứ như là gió và loại mùi. Trong điều kiện hoàn hảo, chúng có thể ngửi được mùi của đồ vật hoặc người cách xa 2,5 km. Tiếp đến là thính giác cực nhạy, có thể nghe được âm thanh ở tần số cao hơn so với con người. Và đôi mắt có tầm nhìn rất xa, mặc dù chúng chỉ nhìn được hai màu đen trắng. Chó sói là loài động vật săn mồi thích ăn thịt và săn bắt các loài động vật như hươu nai, linh dương, lợn rừng, thỏ rừng và các loài động vật nhỏ hơn. Sói là một loài động vật đi ăn đêm. Khi trời vừa sẩm tối, bầy sói đói thường đi thành đàn để kiếm mồi, vừa đi vừa phát ra tiếng hú với âm thanh trầm thấp. Sói là những kẻ săn mồi cơ hội, chúng sẽ chọn những con mồi yếu và dễ bị tổn thương nhất trong đàn. Sói có khả năng chạy nước kiệu với tốc độ khoảng 10 km/h và đã được biết là đạt tốc độ gần 65 km/h trong một cuộc rượt đuổi. Khi được ăn no, chó sói có thể nhịn đói từ 2 đến 3 tuần. Chó sói chúng rất thông minh và chúng luôn sống theo bầy đàn, luôn có sự đoàn kết liên kết lại với nhau. Những con sói có một hệ thống phân cấp xã hội nghiêm ngặt. Cấp cao nhất trong bầy thường là hai con sói bố và sói mẹ. Những thành viên trong đàn còn lại là con cái của chúng. Ngày nay, chó sói đang ngày càng có nguy cơ bị tuyệt chủng vì chúng đã bị săn bắn quá nhiều. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về chó sói, một loài động vật hoang dã thông minh và mạnh mẽ trong tự nhiên. Hy vọng rằng các em đã thấy thú vị khi khám phá về cuộc sống của chúng. Hãy tiếp tục đam mê và khám phá thế giới tự nhiên xung quanh. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.